Liên quan đến vụ việc hai tử tù vượt ngục trốn khỏi phòng biệt giam, lãnh đạo tổng cục cảnh sát bộ công an đã quyết định tạm đình chỉ hàng loạt cán bộ trại giam T16 để xem xét kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo chiến sĩ tại trại tạm giam T16 đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý giám sát canh gác phạm nhân để cho hai tử tù bỏ trốn. Giám thị trại tạm giam Thượng tá Đinh Trọng Hải cùng phó giám thị và hơn 10 cán bộ khác đã bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn xảy ra tại trại tạm giam T16 Bộ Công an.